Một nhà điêu khắc mù ở Mexico đã truyền cảm hứng cho nhiều người khi tiếp tục sáng tạo ra những món đồ gốm nghệ thuật, ngay cả khi ông bị mù hoàn toàn. Ông Jose Garcia Antonio nổi tiếng khắp nơi vì các tác phẩm điêu khắc gốm, nhất là ở Oaxaca State, đất nước Mexico, nơi các tác phẩm của ông thường được bán và trưng bày. Ông Jose là biểu tượng cho nghệ thuật dân gian của người dân Oaxaca. Các tác phẩm nghệ thuật của ông thật sự truyền cảm hứng cho người dân ở đây. Có điều gì đó rất đặc biệt mỗi khi được nhìn thấy ông làm việc và nhìn những tác phẩm do ông ấy tạo ra. Tuy bị mù hoàn toàn, nhưng tôi không mất đi hy vọng. Tôi cũng không buồn bã hay chán nản. Là người đàn ông, tôi nhìn lại cuộc đời mình và tự nhủ rằng, cuộc sống là thế mà. Dành cả cuộc đời để sáng tạo nghệ thuật, ông Jose bị mù hoàn toàn khi 55 tuổi vì chứng bệnh cườm nước. Tuy nhiên, ông cho biết, hình ảnh về những tác phẩm nghệ thuật vẫn còn tươi mới trong tâm trí, và ông học được cách để có thể sử dụng đôi tay của mình như đôi mắt. Tôi khám phá ra rằng, cảm giác của tôi mạnh hơn, và tai tôi thì nghe rõ hơn bao giờ hết. Thế là tôi bắt tay ngay vào làm việc trở lại. Tôi cảm thấy như tôi có thể nhìn được bằng đôi tay của mình. Bây giờ tôi tạo ra các tác phẩm nghệ thuật còn tốt hơn cả lúc tôi nhìn thấy bằng mắt. Vợ của ông, bà Sana Reina Mendoza, luôn đứng bên cạnh để ủng hộ ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi ngưỡng mộ ông ấy, bởi vì ông ấy không bao giờ buồn. Ông ấy thường nói với tôi, đừng khóc, bởi vì anh là một người đàn ông. Anh là trụ cột trong gia đình của chúng ta. Anh phải đi làm. Ông Jose Garcia Antonio vẫn tiếp tục sử dụng những gì ông ấy từng được nhìn thấy hoặc nghe kể từ thời thơ ấu để tiếp tục làm việc, sáng tạo ra những linh vật huyền thoại từ đất sét. Câu chuyện của ông tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều người, không chỉ ở đất nước Mexico, mà còn lan dần ra thế giới.